một sạc. Đấy, thì rất là tiện. Đây các bạn sẽ bóc vào cho mình nha. Bóc cái lớp dính đây này. Lớp dính bóc thật khéo thôi. Bóc đây. Đấy, bóc cái dính cho mình. Cái này dính lắm nhá. Riêng cái này mà dính rồi thì không tuột được luôn. Rồi hello, chào bạn. Rồi rất vui các bạn quay trở lại kênh sao giải thế.com. Đây, hôm nay mình sẽ có một cái bài test, không phải bài test của mình. Hôm nay mình sẽ sử dụng con máy quay Canon M10, cái mẫu đang rất là hot hiện nay. Hôm trước mình có review cho bạn xem đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay thử chiếc máy quay này rồi sử dụng để quay một cái video liên quan đến cái vấn đề của con của cái điện thoại. Đấy chính là cái mẫu mình đang muốn quay thử đây. Điện thoại của anh Lenovo, mẫu này mẫu A5000. Mẫu này đang bị làm sao mà mình muốn quay, bởi vì mẫu này là anh đang nhờ mình nâng cấp, tức là độ thêm pin cho anh này. Đấy, nguyên văn. Thế rồi đây, hộp anh ấy để trong, các bạn nhìn rất ghê luôn, các thể loại ở trong luôn này. À, giấy để đảm bảo cho là an toàn thiết bị Lenovo A5000 đây, của anh Thương. Đây cho các bạn chờ chút nha. Anh Thương ở Đà Nẵng các bạn nhé. Nhờ sửa hộ mẫu này. Tức là điện thoại sửa đã sử dụng, tức là tiến hành nâng cấp. Đây, để mẫu A5000 các bạn cùng xem. Đang test thử trên con máy quay M10 nhé. Xem là cái khả năng bắt nét rồi cái góc quay sẽ như thế nào. Mình thấy thì nhìn lướt qua thì thấy là cái độ bắt nét khá là tốt. Còn không phải tốt, gọi là chấp nhận được rồi. Một, chấp nhận được. Hai là cái góc quay khá là rộng. Đây nha, pin Lenovo. Đây, cái pin này anh ấy bóc sẵn ra cho mình rồi. Pin đi kèm máy là pin Lenovo, bạn nhìn này. Không biết là nó có, con này có lấy nét tự động không? À đây, lấy nét tự động luôn này. Nhìn rất là đã luôn này. Xem nào, tự lấy nét gần không? Ôi dồi, nét luôn. Rất ghê. Đây là pin của nó, pin Lenovo nhé. Con này lấy nét tự động nhanh lắm. Được. Pin này thân máy, pin này thì anh ấy tháo rồi, đúng nguyên bản nó sẽ lắp vào đây này. Đấy, anh ấy tháo tung máy rồi để tiến hành lắp vào. Đây còn chưa ấn nước chốt lại hay sao? Đây là lắp của máy. Đây mẫu A Lenovo A5000. Đây nha, trong hôm nay thì mình sẽ dùng cái đôi pin này để chế cho bạn xem. Đây đôi pin này thì lấy ở đâu? Cái pin này thì các bạn sẽ lấy ở trong cái máy tính, trong laptop. Pin này là lấy ở laptop. Laptop, các cái dòng laptop đời mới bây giờ thì rất hay dùng pin này. Pin lithium, polymer. Pin đời mới của các laptop bây giờ đều dùng pin này, các bạn chú ý nhé. Pin này thì đã được sạc và sạc lo điện rồi để chế độ lưu kho. Đây, sẽ để vào đây. Mình sẽ thò hai cái dây ra và tiến hành nhét vào đây nhá. Đặt như thế này. Một là dùng pin này, hai nếu mà các bạn muốn làm nhanh hơn mà giá thành hợp lý thì có thể là dùng cái pin của cái gì cho bạn dễ dễ dùng bây giờ nhỉ. Pin của sạc dự phòng cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý nếu các bạn muốn sử dụng. Bởi vì cái pin này và cái quả pin này thì mình đang sợ là cái hai quả này dung lượng nó không giống nhau. Thì nếu không giống nhau thì khả năng lắp được vào nhau là hơi khó. Đấy thì các bạn sẽ sử dụng cái sạc dự phòng cũng được, tùy hai phương án. Đây quả này của nó có một quả có 8,8W thôi. Watt giờ này. Cho các bạn dễ nhìn này. 8,8W trên giờ. Con này lấy nét hơi chậm, không nhìn xa được. Một thế hai là cái mặt cam của nó nhìn hơi bé, khó nhìn. Pin này của nó thì là 15W nhá. 14. Nó được khoảng 15W, tức là hai quả này thì mỗi quả này bé hơn quả này gần một nửa dung lượng. Lắp vào nhau thì đang sợ nó không khớp. Thì mình đang tính khi mà bỏ cái pin này đi, không dùng pin gốc theo máy nữa, tiến hành lắp pin sạc dự phòng ngoài vào, ốp ở ngoài luôn. Đấy thì đấy là một phương án. Đầu tiên về cơ bản, trước tiên là phải tháo ra đã, xem nội thất bên trong của máy nhé. Ừ.
phần nội thất bên trong thì các bạn sẽ tháo từ cái gì ra để có nội thất. Đây, mình sẽ dùng bộ tô vít này nha. 6006, nhìn hơi xa nó đách rõ đây. Mà con cam này thật ra là con máy M10 này khả năng là để sử dụng để Canon. Con này chắc dùng để quay phim hợp lý hơn là để chụp ảnh hợp lý hơn là quay phim. Quay phim chất lượng gọi là được thôi. Mình sẽ zoom thật gần các bạn xem nét không nhá. Coi được cái zoom gần nét phết. Đây, nhìn khá là rõ, được. Chấp nhận được. Nó sẽ tháo hết các cái ốc cho mình nha. Đây, ốc này. Tháo hết cho mình, nó ở đây có mấy con thôi. Ốc anh này tháo bớt đi rồi. Để, nó đang lấy nét rất là chậm. Đang quay Full HD 1080. Con này mà so với con Note 4 thì chạy có khả năng không ổn lắm. Note 4 thì cái khả năng hút sáng nó chắc không bằng rồi. Hay là do mình đặt cái chế độ lấy nét tiêu cự nó không chuẩn hay sao. Vậy nha, bóc sim vào này. Rồi, vậy bạn sẽ đậy ra cho mình nhé. Đậy thân máy ra để ra được cái phần phía dưới của máy. Bóc cái phần mặt này ra này. Đây nha, đây là phần mạch bên trong khi mình tháo này. Lenovo A5000. Con này là thuộc máy, nó thuộc dòng phân khúc là máy giá rẻ. Thành ra là các bạn nhìn sẽ thấy là họ đều sử dụng các mối hàn. Từ máy thì họ sẽ giảm tối đa các cái đầu con connect, từ đầu kết nối ấy. Những cái dòng máy đắt tiền thì bao giờ họ cũng sử dụng chân kết nối nhiều. Nhưng những cái dòng này thì hạ giá thành đi, bao giờ họ cũng cắt bớt chân kết nối đi. Cắt bớt chân kết nối thì sẽ giảm được cái giá đi rất là nhiều. Đây nhá, nắp này vào phía trước này. Pin nó sẽ ôm ở đây trước này. Đây, mình sẽ lắp thử này. Khởi động xe máy lên cũng đã. Mình đang sợ là khởi động máy không lên rồi. Con này nút bật ở đâu đây? Hai nút, ở đây, có nút bật ở dưới này. Đầu tiên là phải thử xe máy lên cũng đã. Không lên, ở đây có lên này, Lenovo Power Android. Con này dán chống xước, chính loại anh này dùng dữ phết. Vẫn chạy, vẫn dùng bình thường nhé. Thế thì theo như mình chọn phương án của cái máy này, khả năng là sẽ không lắp cái pin này. Đây, không chế thêm pin này nữa mà lắp cái cục sạc dự phòng ôm vào cái mặt đuôi này và tiến hành sạc cho cái máy này thì sẽ hợp lý hơn. Từ khi nào cần thì cắm sạc luôn thì sẽ hay hơn là cái phương án mà sử dụng cái pin lắp ngoài, lắp pin lắp thêm. Thế này có cái mật khẩu thì bật kiểu gì đây? Mèo. 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 Cài cái mật khẩu các bạn ạ. Máy mới cài mật khẩu này chắc bó tay trong com mà. Đây, máy vẫn đang tiến hành cài mật khẩu bạn nhé. Có mật khẩu. Thế nếu mà máy đang cài mật khẩu thì tốt nhất là ta sẽ chuyển sang phương án 2 là lắp cái cục sạc dự phòng 10.000 ở ngoài thì sẽ đơn giản và dễ lắp hơn. Đấy. Đúng đáp ứng cái phương án của cái máy hiện tại bây giờ mà không cần phải cấy ghép nhiều, đảm bảo là độ an toàn của máy vẫn rất là cao. Đấy. Cảm ứng luôn rất là mượt các bạn nhé. Ở đây nha, để lắp cho cái máy này thì mình sẽ sử dụng cái củ sạc Aran. Đây, quay các bạn dễ nhìn này. Sạc Aran. Sạc này sẽ rất là tốt bởi vì thật ra là tại vì cái khuôn máy này rất là nhỏ đây này, các bạn nhìn này. Cái khuôn này chỉ lắp được cái sạc thôi nhá. Muốn lắp sạc to hơn không lắp được. Đây, gắn vào như thế này. Đấy, phương án tối ưu nhất cho cái máy này hiện tại bây giờ là sử dụng cái sạc này. Đấy, dung lượng sẽ được 8400. Nó có một loại là 10.000, nhưng mà 10.000 thì lắp vào sẽ bị to, không lắp được. Đây đi kèm có sợi dây nữa. Đây. Thế thì sẽ sử dụng phương án này. Cái chỗ này các bạn sẽ đổ keo ở đây. Sử dụng băng dính hai mặt dán đây cho mình, thế là nhanh nhất mà lại dễ làm. Đổ keo các bạn muốn nó bền hoặc là muốn chắc hơn thì dùng loại keo chuyên dụng.
Còn ở mức độ bình thường thì các bạn sẽ dùng cái băng dính hai mặt ấy, ốp vào đây cho mình là dính chặt luôn, không tuột ra được. Rất chắc luôn. Đấy, mình sẽ dùng băng dính dán cho các bạn xem nhé. Thế cũng nói thêm một phần tại sao mình lại dùng cái sạc Aran này để cho các bạn hiểu này. Cái sạc Aran này nó có một điểm rất là mạnh, cái bộ sạc thường nó không có. Chính là khả năng mà khi các bạn vừa dùng vừa sạc thì cái bộ này nó vẫn thích hợp, cho phép các bạn là vừa dùng vừa sạc. Đấy, khác hoàn toàn với cái bộ sạc bình thường nhé. Sạc bình thường mà các bạn dùng ấy thì khi các bạn dùng nó sẽ không cho sạc nữa. Tức là khi các bạn mà sạc vào cái cục sạc này, nó sẽ không cho cái cục này sử dụng để sạc ra ngoài. Nhưng riêng cái con Aran này nó vẫn cho phép các bạn vừa dùng vừa sạc. Đấy, thì rất là tiện. Đây, các bạn sẽ bóc vào cho mình nha. Bóc cái lớp dính đây này. Lớp dính bóc thật khéo thôi. Bóc đây. Đấy, bóc cái dính cho mình. Cái này dính lắm nhá. Riêng cái này mà dính rồi thì không tuột được luôn. Các bạn sẽ dán vào mặt này nhá. Ốp vào đây như thế này. Ốp nhìn thật cẩn thận mà. Để ốp phát là đẹp luôn. Không ốp lại là rất cái keo này nó dính tuột ra tuột vào rất là mệt. Hơi lệch một bên rồi, thôi xong phim rồi. Thôi tạm được các bạn ạ. Hơi bị lệch, các bạn nhìn này. Dán được hơi bị lệch. Hơi lệch một chút sang bên này. Tạm thời đáp ứng được yêu cầu. Lạnh được tạm ổn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đóng lại cái hộp này trước cho mình nhá. Đóng nắp lại. Đóng cái nắp này lại. Đây. Đây nó có những cái lẫy nhé. Lẫy rất là nhỏ, bắt phải cẩn thận đấy. Không có thể tháo ra tháo vào cái hỏng luôn đấy. Rồi, đã xong. Vậy các bạn sẽ bắt ốc vào cho mình, bắt tất cả ốc lại. Đây các bạn nhá, mình sẽ vừa bắt ốc xong rồi, bây giờ sẽ hành lắp cái mặt này lại. Các bạn sẽ lắp như này. Đấy. Rất nhanh và dễ. Đấy. Nhanh cực kỳ luôn. Xong rồi nhá, lắp xong rồi. Bây giờ mình sẽ bấm nút bật cho bạn xem này. Chờ chút, bật máy phải rung lên nhá. Máy ì một cái thì mới được. Con này khởi động hơi lâu. Mình bấm nha, mình cảm giác là máy khởi động hơi lâu thật. Lạ nhỉ, mình thường bấm cái mình thấy lên ngay cơ. Đây, các bạn sẽ kèm thêm cả chức năng báo pin trên này luôn này. Đây, nó sẽ có cái nút như này. Đây, nó báo cả vạch pin trên này luôn. Rồi, mình sẽ thử sạc cho nó nhé. Con này chơi cả sạc hai cổng luôn, rất là ghê. Đây, cắm vào đây như này. Bạn sẽ yên tâm vấn đề là sạc đầy pin luôn. Cực kỳ tiện dụng luôn. Đây bạn nhé, và là quá trình độ pin do chiếc máy Lenovo A5000. Đấy, rất là ngon, bạn nhìn này. Pin báo 30%, bắt đầu báo sạc lên này. Đấy, bạn nhìn kỹ nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn này. 38% đang báo sạc lên. Rất tít luôn. Ở đây, bấm nút dưới mở màn hình. Đang báo sạc bạn nhé. Sạc thì cái cục này khi các bạn hết điện thì bạn sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn này. Là nó sẽ sạc luôn. Rất là nhanh chứ không cần phải tháo ra hay là phải chờ sạc đầy mới được sạc cái này, mà nó sạc độc lập luôn, cùng sạc một lúc luôn. Cùng này 8.400 cộng với cùng này 4.000 ở trong thì lên được khoảng 12.000. 12.000 thì các bạn dùng tẹt ga luôn rồi, không phải nghĩ luôn, thoải mái. Lúc nào dùng xong các bạn có thể tháo cái rắc này ra để cho nó xuống dưới thì an toàn, rồi cất rắc này đi được, tùy. Đây là có hai phương án cho các bạn tự lựa chọn. Tiếng âm thanh thì vẫn xuất ra bình thường nhé. Rất hay luôn. Đây, mình cuốn cái rác này cho anh ý cho nó gọn này. Đây là cách chế nhanh nhất mà các bạn thể tự làm.
Máy này ở nhà có trẻ con thì các bạn chế còn lạnh được. Pin chạy rất là lâu, khỏe. Cực kỳ bền luôn. Rồi, các bạn theo dõi kênh mình nhé. Chúc các bạn chế thành công chiếc chế pin thành công cho cái máy. Và pin dung lượng cực cao và khủng luôn. Rất ghê. Hàng của anh Tàu Bựa Lenovo A5000, chế thêm pin 10.000. Rồi, bye bye. Chúc các bạn chế thành công. Thank you.